Elon Musk, Mỹ nên ngừng viện trợ Ukraine Tỷ phú Mỹ Elon Musk cho rằng Washington nên ngừng viện trợ Kiev bởi điều đó chỉ khiến xung đột kéo dài. Elon Musk ngày 12 tháng 2 tổ chức trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội X qua tính năng 10 Spaces với các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Ông Musk nói không đời nào Nga chấp nhận thua trong chiến sự Ukraine. Musk khuyến khích người dân Mỹ tác động đến các nghị sĩ về dự luật tài trợ cho Ukraine. Khoản chi này thực tế sẽ không giúp ích cho Ukraine, Kéo dài chiến sự không phải là biện pháp giúp đỡ Kiev. Để những người lính này chết là sai trái, việc này cần phải dừng lại, ông Musk nói. Tỷ phú Mỹ khẳng định ông không phải người biện hộ cho Tổng thống Nga Putin, nhấn mạnh các công ty của ông đã cật lực làm suy yếu Moskva hơn bất kỳ bên nào. Cuộc trò chuyện trực tuyến 10 Spaces có Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Johnson, G. Davis, Mike Lee và ứng cử viên Tổng thống bỏ cuộc hồi tháng 1 Vivek Ramaswamy. Kiev và Moskva chưa bình luận về các phát ngôn của tỷ phú. Musk sở hữu Space, đơn vị cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine trong chiến sự, nhưng ông nhiều lần có những phát ngôn khiến Kiev bất bình. Tháng 10 năm ngoái, Elon Musk nêu đề xuất Ukraine nhượng bộ Nga về vấn đề bán đảo Crimea, tổ chức lại các cuộc trưng cầu sáp nhập bốn tỉnh Ukraine vào Nga dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Kiev đồng ý giữ tình trạng trung lập. Đề xuất của ông được chính phủ Nga hoan nghênh, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ Ukraine và các nước phương Tây. Bình luận mới nhất được ông Musk đưa ra sau khi Điện Kremlin bác bỏ quân đội Nga sử dụng Stalin trên chiến trường Ukraine. Kiev cáo buộc Moscow mua thiết bị Stalin từ các quốc gia Ả Rập.